Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Gia đình của chúng tôi Giáng sinh năm 2023. Và tôi không biết bao nhiêu người chúng ta đếm thời gian. Nếu ta bắt đầu tin Chúa vào năm 2020, thì chúng ta có 3 năm phải không ạ? Nếu chúng ta tin Chúa từ 2000, thì chúng ta có 14 năm phải không? Có phải không? 24. À, xin lỗi, 24 năm. Nếu chúng ta tin Chúa năm nào thì chúng ta cứ trừ ra thì chúng ta đã bao nhiêu năm giữ cái mùa Giáng sinh. Đối với tôi thì cứ mỗi lần mùa Giáng sinh tôi không thích dùng những cái sự điểm cụ thể mà Chúa đã ban cho tôi năm vừa rồi chẳng hạn. Và cứ mỗi năm, cứ từng buổi nhóm lại của một vụ giải cứu hay là hội thánh của Chúa Giêsu tại đây hay bất cứ hội thánh nào mời, thì tôi luôn cầu nguyện để thức tỉnh của sự mặc khải, vì tôi tin vào sự bày tỏ của Đức Thánh Linh. Và tối nay chúng ta có lời của Chúa, và tôi tin rằng chúng ta sẽ ngọt ngào khi lãi thật và lời Chúa Trời được bày tỏ ra cho chúng ta. Và tối nay chúng ta cùng nhau đến với lời của Chúa, bắt đầu từ phúc âm Luca đoạn 2, bắt đầu từ câu 8 đổ đi. Nhưng cô cũng sẽ mất thì giờ đọc Kinh Thánh, và cô sẽ chia sẻ và cô sẽ đọc những cái câu Kinh Thánh nó gắn bó với cái sự mặc khải. À, với cái phân đoạn Kinh Thánh Luca đoạn 2 từ câu 8 đổ đi, thì Chúa cũng cho tôi một cái sự mặc khải mà chính tôi là cái người viết xuống cái điều này. Và tôi cũng cảm thấy rất là vui, rất là sung sướng, rất là được phước vì cớ nhận được sự tỏ ra của Chúa cho anh em tái sinh, cho hội thánh chung, và cho ngay cả các tổ chức của Chúa, con dân của Chúa đang theo dõi chương trình nhóm lại online của chúng ta. Như tôi nói, với phong đoạn Kinh Thánh này là phong đoạn Kinh Thánh nói về các mục đồng. Tối hôm nay tôi không nói về sự tìm kiếm Chúa. Tối hôm nay tôi cũng chẳng nói về cứu Chúa nằm trong máng cỏ. Tối hôm nay tôi cũng không nói về lòng nhiệt thần của các mục đồng. Nhưng mà tối hôm nay chúng ta cùng học chung trong mùa Giáng sinh năm nay, và thông điệp này là thông điệp quyết định cho sự phát triển của năm tái sinh và quyết định phát triển cho hội thánh. Đó là sự hiệp một trong câu chuyện Giáng sinh. Thế nên như thế nào là hiệp một? Trong hội thánh không có hiệp hai, trong hội thánh không có hiệp phụ. Điều đó chỉ có trong bóng đá mà thôi, phải không? Nhưng mà nếu ta nghiêm túc thì hội thánh hay là giữa bọn anh em của chúng ta không có sự hiệp một. Và Đức Thánh Linh chỉ đến khi Ngài thấy chúng ta hiệp một. Tôi nghe chào mẹ. Từ trên xuống dưới, bao nhiêu em đã đi dự lễ cảm tạ vừa rồi trong trung tâm dịch cư. Em biết rằng không phải đơn giản mà cái những buổi lễ được phước như vậy. Ôi, thầy trò của chúng tôi hiệp một từ trên xuống dưới. Tôi tôn trọng anh em và anh em tôn trọng tôi. Tôi hiệp một với anh em và anh em cũng hiệp một với ý tưởng của tôi. Có những anh em ở chương trình họ đã lên sẵn rồi, họ làm. Nhưng khi tôi về, tôi nghe họ tổng dẫn chương trình, và tôi nói không được mấy con phải thay cái này, làm chỗ này. Có những anh em họ cũng nói, bố ơi, thì con đã dành thời gian tập nhiều rồi, còn có mấy ngày nữa thôi, mà bố bảo thay đổi thì sao đây? Tôi nói không, nếu mấy con tôn trọng bố thì hãy quyết định thay đổi. Và Đức Thánh Linh thấy mấy con thay đổi, Ngài sẽ sức dầu, và quá thật, Ngài đã làm điều đó. Tại sao hội thánh của Chúa không có cái sự tôn độ của Thánh Linh trong các mục nhóm? Nó bắt đầu từ chỗ không có sự hiệp một. Tại sao anh em tái sinh của chúng ta còn trung tín lẫn nhau lại? Nhưng mà một sự thật, chúng ta cần phải nghiêm túc để nhìn nhận không phát triển. Chúng ta chỉ nhóm thôi, amen. Chúng ta chỉ gom lại, chúng ta nhóm thôi. Nhưng mà thực chất nó không phát triển. Rồi ta nhìn vào chức vụ của chính mình. Đôi khi chúng ta có chức vụ, người ta có thể chào mình mục sư, người ta có thể chào mình bằng thầy, người ta có thể chào mình một cái danh xưng nào đó. Nhưng thực chất đôi khi ta đối diện một cách nghiêm túc với lòng của mình á, mình thấy mình vô, mình thấy mình là hữu danh vô thực.
Giêsu khi ngài giảng thì đám đông đã nói gì? Ô, ông Giêsu giảng khác, ông giảng khác với các thầy lễ và người Pharisee phải không ạ? Bởi vì ông giảng có quyền năng. Ông giảng có quyền năng, Chúa Giêsu giảng có quyền năng. Chúng ta thì ráo giảng như một con vẹt. Rồi khi sao chép những bài giảng khác mà chúng ta đọc diễn văn thêm mà. Rồi khi chúng ta nghe bài giảng các câu đó chú khác, chúng ta soạn ý bản chính, chúng ta photocopy và ta đem đổ trên hội thánh của Chúa, đổ trên tổ tế bào. Và đây là một số điểm rất là quan trọng anh em. Chúa Giêsu đã từng nói với sự một gì? Nơi nào có đôi ba người gì nữa? Hả? À, nơi nào có đôi hai hoặc ba người thôi, nhưng mà hội hiệp một lại trong danh của Chúa Giêsu thì Chúa ở giữa. Phao-lô và Si-la ở trong ngục tù, chân bị cùng, thân thể bị đánh bầm dập hết, đau đớn, nhưng hai ông đã hiệp một trong sự ngợi khen cho tôi nghe chữ Amen và nắm quyền xảy ra. Đối với tôi tin những điều kiện thân đó. Chúa đã ngạnh ngữ như sự ngợi khen thờ phượng. Tại sao ta hát ngợi khen mà Chúa không bị nhiệt? Đôi khi chúng ta hát bằng miệng mà không bằng tâm linh. Còn Chúa Giêsu thì dạy ta gì? Đức Chúa Trời là thần, nên thờ lại ngài phải lấy tâm thần chứ phải lấy bằng cái miệng. Yes. Lấy tâm thần, lấy tâm linh và lãi tâm là sự chân thật, không giả dối. Amen. Không khác nữa là Chúa là đấng con tôn thờ. Chúa nó có chắc không vậy? Có chắc không con tôn thờ ý riêng của con hơn là ý muốn của ta mà con hát? Chúa là đấng con tôn thờ, Chúa ngài là đấng con ngợi khen. Đôi khi Chúa nói ta là các con xạo lắm, các con hát không có đúng, các con hát bằng môi miệng chứ không phải bằng tâm linh. Các con khen ngợi tiền bạc mà các con đó là Chúa là đấng con khen ngợi. Chúa đó là gì? Chúa nào vậy? Ta là Giêsu và Mammon cũng là Chúa phải không? Mọi người trong chúng ta đều có chức vụ và đã là một người hầu về Chúa, đã là một nhân sự rồi thì ai cũng muốn Chúa dùng mình. Nhưng anh em không đơn giản bằng sự đặt tay của tôi, một người được ơn nào đó đâu. Không đơn giản bằng một cái lời cầu nguyện của chúng ta đâu. Tôi càng đi với Chúa hơn 30 năm nay rồi, tôi biết Chúa của tôi. Chúa đòi hỏi tấm lòng của chúng ta ghê gớm lắm. Khi đi tôi nghe nói câu nói rằng là sai một ly đi một dặm, tôi chưa kinh nghiệm bằng khi tôi được Chúa cho chiếc xe và khi tôi bắt đầu tập lái. Thì thật sự theo ông có ngồi bên tôi hoặc là tập để kiểm soát tôi tập lái đó, tôi vừa nói chuyện vừa thầy Hương nói chuyện với nhau và chỉ cần ngó thầy Hương một chút xíu là ta lái rất kinh khủng. Và tôi nói ôi Chúa ơi, đúng như vậy, sai một ly đi một dặm. Một người lãnh đạo chúng ta cần sai một cái tư tưởng của chúng ta về nhìn cục diện của hội thánh thôi. Chúng ta sẽ lái hội thánh đi một cái chiều rất là sai trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Một người lãnh đạo công việc của tái sinh của mình, ta chỉ cần một cái tư tưởng sai thôi, một cái điều gì đó nó không đẹp lòng Đức Chúa Trời thôi, chúng ta sẽ ảnh hưởng đến cả cái bộ nhóm của tái sinh. Một nhân sự truyền giáo chỉ cần sai trong một điều đó, một người trưởng tổ tế bào chỉ cần sai trong điều đó. Tôi nói em rằng chúng ta nhóm thì nhóm, nhưng mà Chúa không có ở giữa. Khốn nạn nhất đó là những buổi nhóm mà không có Chúa hiển nhiên. Đối với tôi này, bất hạnh nhất là nhóm lại mà không có Chúa ở giữa. Đối với tôi đó là bất hạnh nhất. Vì cái đó mà tôi phải nắm giữ cái sự diện của chính mình ngài. Và Kinh Thánh nói là hãy dùng dây hòa bình giữ gìn sự bộ của Đức Thánh Linh. Nhưng mà sự bộ quan trọng không em? Chúng ta ngày nay rất dễ bất hòa, rất dễ đấu tranh với nhau, rất dễ tranh chấp với nhau, rất dễ phất cờ, rất dễ hơn thua và rất dễ đó là độc tài độc quyền và luôn luôn bảo thủ cái ý kiến của chính mình và không bao giờ tôn cao Chúa Giêsu ở trong chức vụ của mình, trong hội thánh của Chúa.
Làm sao mà Chúa sử dụng chúng ta được? Chúng ta đừng có nghĩ rằng là mục sư là hoàn toàn sống đúng với lời Chúa đâu nha anh em. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng là nhân sự truyền giáo hay là những người có chức vụ trong hội thánh họ chắc là nghiêm túc lắm, không có đâu. Đôi khi tôi thấy con cái Chúa họ còn vâng lời Chúa hơn những người hầu Chúa. Đôi khi chưa được phong chức mục sư thì nhiều thầy dễ thương á, nhưng được phong chức mục sư rồi làm sao mà mình tới đâu rồi mình đạt đến đỉnh rồi, bây giờ anh gặp mình chào là mục sư rồi, họ không chào chúng ta là mục sư nữa mà chào ta là mục sư rồi, thế là chúng ta đạt đến đỉnh rồi, chúng ta không bao giờ chịu thay đổi nữa. Tôi học follow một điều đó chết mỗi ngày, nhìn ra những điều gì trong cuộc đời của mình nó ngăn trở sự nghiệp của Chúa, mà tôi phải quyết định chết giết nó mỗi ngày để cho Chúa thật sự được tôn cao trong cuộc đời của tôi. Đối với tôi, sự lời khen không phải là hát bằng mỗi miệng, nhưng sự lời khen đúng nghĩa nhất và để đạt đồng Chúa bắt đầu từ tâm linh. Và tối nay chúng ta nhìn thấy cái sự hiệp một các mục đồng như thế nào. Điều đầu tiên chúng ta học đó là các mục đồng hiệp một trong sự trang bày. Bắt đầu từ câu 8, và cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Ở đây Kinh Thánh dùng một cái từ là không phải là một kẻ chăn chiên, mà Kinh Thánh Chúa nói rằng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên, nói về số nhiều. Tôi nghe chị amen. Tôi nghe chị amen. Nhóm tối nay có những con người chăn bày đang có mặt ở đây. Amen không ạ? Amen. Amen không ạ? Rồi đôi khi có những người hầu Chúa chăn bày chung một hội thánh, một sư trưởng, một sư phụ tá có mặt tôi này ở đây, có những thầy phụ tá có mặt ở đây. Những cái vấn đề chúng ta có thực sự hiệp một như những mục đồng này không? Hiệp một ở chỗ nào vậy anh em? Hiệp một không phải là họ có một cái tên là mục sư, không phải. Nhưng mà hiệp một ở trong cái tâm tình của một người chăn chim, đó là gì? Tất cả đều thức ban đêm để bảo vệ bầy chim của chính mình. Cho các cha amen. Tôi hỏi thật, bắt đầu từ các mục sư nha. Các mục sư có bảo vệ bầy chim không vậy? Tôi hỏi thật là các người hầu Chúa tối nay đã có mặt ở đây, chúng ta có bảo vệ bầy chiên không? Có thức canh để bảo vệ bầy chiên không? Hay là con chiên nào nó chết mặc kệ nó? Ai đuối mặc kệ nó? Chúng ta không cần phải đi thăm, đi viếng, chúng ta không cần phải chăm sóc, không cần quan tâm gì cả. Khi tôi đọc những cái con thức con thánh này, cả buổi sáng tôi trống không, cả buổi sáng tôi thức dậy, rồi tôi cầu nguyện với Chúa, tôi nghĩ là khi tôi đọc, tôi suy gẫm, tôi đã ồ, Chúa là một điều đến với con, cũng một cái sự mặc khải cũng mới, nhưng mà Chúa đã nói không phải là điều tập của con, tôi đã chia sẻ. Nhưng sau khi uống cà phê với các tổ tớ của Chúa, chúng tôi ăn trưa chung với nhau, Chúa là một cái chuyện từ học trò của tôi cũng rất là buồn. Nhưng khi tôi vào về phòng, nói chuyện với tôi học một chút, và tôi bắt đầu nghỉ trưa một chút, 15 phút tôi dậy, tôi nói Chúa con trống không và cũng cần có lời của Chúa. Tự nhiên ý tưởng đầu tiên của Chúa đến tôi, nói với tôi là con nhìn vào các cuộc đồng cũng học cái gì ở đó. Và tôi bắt đầu dở Kinh Thánh Luca đoạn 2 ra. Tôi đọc những câu thánh Chúa đã đọc vào tấm lòng của tôi, đó là họ đã hít một để bảo vệ bầy chiên của họ. Amen. Amen. Tôi nghe chị amen. Amen. Anh em, chúng ta nghe tôi nói lại cái câu, họ hít một bảo vệ bầy chiên của họ. Amen. Nguyễn Văn A bảo vệ bầy chiên của Nguyễn Văn A. Amen. Nguyễn Văn B bảo vệ bầy chiên của Văn B. Ngày nay thì chúng ta giỏi lắm, đó là nhìn thấy cái sai của bầy khác mà chúng ta không thấy cái sai của bầy mình. Chúng ta dễ dàng thấy cái sai của chức vụ khác mà chúng ta không bao giờ thấy được cái sai của chức vụ của mình. Chúng ta dễ dàng chê là ông mục sư này, mục sư kia, mà chúng ta sai sờ sơ, nhưng mà chúng ta không thấy, và chúng ta nói tôi đâu là bởi vì cái đà đã ở trong mắt họ mất rồi. Chúng ta biết điều đó Chúa Giêsu dạy phải không? Mà thưa đồng 6 phải không? Mà thưa đồng 7 phải không? Cái đà nó ở đó bắt mình rồi, làm sao có thể thấy được cái gì nữa? Mà Chúa nói với tôi là ban đêm đến giữa một cái thời tiết rất là lạnh lẽo như vậy, các cừu chăn chiên không ngủ. Thức canh vì đêm đến lũ sói, những con thú ăn thịt, nó luôn săn mồi về đêm phải không? Hình bóng của nó là gì?
chỉ là ma quỷ, là những trận chiến thuộc linh, phải không? Anh em, Chúa không chọn cái người nhanh nhẹn, Chúa không chọn cái người nhiều bằng cấp để làm người trang bày đâu, nhưng Chúa chọn một cái người theo lòng của Ngài. Tôi thấy có nhiều người giỏi lắm nhưng mà họ không trang bày được. Tôi thấy có nhiều người nhanh nhẹn lắm, rất nhanh nhẹn, thông minh nhưng không có sự khôn ngoan. Và điều tôi muốn trải lòng tôi hôm nay, vì thông điệp này rất là quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng mùa Giáng sinh của chúng ta, để nó thực sự có ý nghĩa này. Amen. Chúng ta có cái bài của mình, đừng chỉ là tụ lại nhóm vui mùa Giáng sinh, rồi thông công, rồi ăn uống, và có cái Chúa ra về, mà con chiên chúng ta bó vết vết thương họ một cách sơ sài. Và theo tinh thần của Jeremy, đó là những người chăn giả. Là một mục sư thì tôi phải nói anh rằng là mất ăn mất ngủ, không đơn giản như nhiều người tưởng đâu. Nhiều người đi tìm kiếm danh hiệu mục sư và họ được giáo hội có thể cho ta một cái tước vị đó, một cái danh xưng đó, nhưng anh em, sự sức giàu đến hay không là từ Chúa. Anh em phải thấy rằng các cuộc đồng họ hiệp một với nhau trong sự bảo vệ bày chiến của mình, chỉ có bắt lên. Đây là tấm tin đáng để cho tôi và anh em phải học hỏi. Amen. Amen. À, Nguyễn A không biết nói gì. Anh ơi, tối nay tôi mệt quá, tôi nhờ Nguyễn Thắng Cố trang bày giùm tôi nha. Amen. Không. Rồi Nguyễn Thắng Cố mệt quá, uống ARV uống mệt quá, mệt quá nói gì. Thôi, nhờ anh đến trong chiến trang bày giùm tôi, uống ARV mệt quá, mệt quá ngủ à. Và người trang bày đến trong chiến gì? Thôi, anh cố thắng đi để mà giữ bài. Rồi thắng có gì, anh đã cố thắng mấy năm nay rồi mà chưa thắng được. Ở đây có nhiều người ngày nay lệ thuộc vào cái người phụ tá của mình, lệ thuộc vào cái nhân sự của mình. Tôi có rất nhiều người giúp tôi, nhưng tôi nói thẳng với anh em một điều, tôi không lệ thuộc những con người đó. Tôi hoàn toàn lệ thuộc Đức Thánh Linh. Và khi tôi lệ thuộc Đức Thánh Linh thì tự nhiên những người làm việc với tôi, họ biết tôi có sự nghiệp của Chúa hay không, cho tôi nghe chị. Amen. Họ biết chứ. Và điều thứ hai, tôi thấy gì? Các cuộc đồng không phải có sự một trong sự thái mới, xin lỗi, trang bày mà thôi, nhưng là có sự một trong một sự mặc khải, cho tôi nghe chị. Amen. Câu 9 cho đến câu 14, một thiên sứ của Chúa đến gần họ và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì nay ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay thần David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Nay là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Bỗng chúc có muôn vàng thiên binh của thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, sáng danh Thiên Chúa trên các tôn trời rất cao, bình an dưới đất ông trạch cho loài người. Thật ra cha mẹ họ ngăn một sự mặc khải trong đó, có thể là 5-6 người gì đó, 3 người gì đó, tôi tin là trên 2 người phải không ạ? Và thiếu sứ không hiện đến và chọn cái người lùn nhất, đó là Phạm Ngọc Tú. Thiếu sứ bị bắt hết tất cả người còn lại và hiện ra nên gì? Này ta báo cho ngươi một tin mừng, dù sẽ có thai là sinh đứa thứ hai. Thiếu sứ không hiện ra một cách đặc biệt cho một con người nào cả. Tốt đó bao nhiêu người trang bày có tâm tình này nè, Chúa hiện ra cho con người đó. Có những người nói tôi, tại sao mục sư có nhiều cái sự mặc khải của lời vậy mà tôi muốn mà không được? Tôi nói anh muốn không? Muốn. Tôi nói gì, trả giá không? Họ nói trả giá là như thế nào? Tôi nói là sao? Họ nói ôi vậy, vậy thì khó quá, thôi để vô mạng photocopy mà giảm trớt cho nó nhanh. Thực sự tôi chỉ sợ nên tôi không đọc bất cứ một cuốn sách nào, tôi không photocopy bất cứ ở một trang web nào, tôi lấy từ Chúa. Từ một cái trang web mà chỉ có Thiên Đàng có,
bằng Đức Thánh Linh. Tôi kết nối với Ngài. Và có khi họ nhận chung một sự mặc khải. Tôi nghe chị amen. Thì ngày hôm nay hội thánh của Chúa chúng ta có chung một khải tượng không? Sợ im lặng quá vậy này. Chúng ta có chung một khải tượng không? Tôi tin là những người được chọn hay là thánh Samuel hay là tái sinh ta có khải tượng. Nhưng mà chúng ta coi thử mình có một trong khải tượng không? Trong đấng xôi càng thổi ngược. Đôi khi Chúa cho tôi sự bạc khải cho hội thánh. Nói xong chúng ta cũng thấy giả giả thư thư vân vân. Sau đó tôi về xong cái khải tượng đi theo tôi về Sài Gòn. Tôi chẳng thấy một cái gì là chúng ta hiệp một tâm trọng cùng một khải tượng của Chúa. Mà chúng ta xây dựng hội thánh mà theo kiểu của mình chứ không phải theo kiểu sự bạc khải của Chúa. Thưa các bạn chị amen. Trong hội thánh của Chúa phía nào tất cả thầy trò của chúng tôi cùng một tiếng nói, cùng một tấm lòng cho khải tượng đó rất rõ ràng. Thuận trên thuận dưới này này, nói theo nghĩa kinh thánh thì thiên 133 tất cả các đều biết phải không? Sự sức giàu chỉ đổ xuống khi Ngài thấy anh em ăn ở thuận hòa hay là hòa thuận thì dầu mới chảy đến. Tôi được biết chúng ta có nhiều kế hoạch. Tôi nghe chúng ta nói thì hay lắm, nhưng mà thú thật với anh em là tôi là một người không thích nghe nói nhiều, bởi vì tôi tin vào những gì kinh thánh nói. Kinh thánh Chúa nói rằng là nước thiên đàng không phải bởi lời nói nhưng mà bởi năng lực. Năng lực làm việc như thế nào thì mới nói con người đó có sự nghiệp của Chúa. Chớ đừng nói nhiều em em. Tôi học về Chúa 32, 33 năm nay rồi em em. Tôi nghe những người trình bày về khải tượng, về kế hoạch nó hay, tôi nói hay lắm. Nghe là một phút hết tiền đã hầu bao người ta chắc hết. Nhưng mà Chúa nói tình khoan là con từ từ để coi thử người này như thế nào đã. Đến ngày này 20 năm rồi vẫn chưa thấy gì hay. Và tôi gặp họ tôi nói khải tượng nó đâu rồi. Họ nói thôi một sư đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Tôi nói ủa tại sao lúc đó trình bày hay lắm mà. Họ nói lúc đó là sốt sắng thôi. Nhiều người nói vì sự sốt sắng chứ không phải đến từ sự mặc khải của Chúa. Các mục đồng họ có sự hiệp một trong sự trang bày. Điều thứ hai, họ có sự hiệp một trong sự nhận sự mặc khải về sự giáng sinh của Chúa Thế Giê-xu. Đúng, đúng không các bạn? Đúng không? Bây giờ đến điều thứ ba. Chúng ta thấy gì? Câu 15 cho đến câu 19. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chàng chiên nói với nhau rằng chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Điều thứ hai đó là, xin lỗi, điều thứ ba đó là các cộng đồng hiệp một trong một tiếng nói. Tự nghe chị amen. Họ nói gì trong câu thứ 15 ạ? Chúng ta hãy tới thành Bethlehem. Tự nghe chị amen. Họ không nói là đến tới thành Bethlehem để xem bóng đá. Họ không nói tới thành Bethlehem để coi có cái điểm đó, còn có casino không, còn có đồng gấu đồng mèo gì ở đó không. No. Bởi vì họ nhận một sự mặc khải, đó là có một con cải mọc bằng khăn đặt nằm trong bãi cỏ. Đó là Thiên Chúa amen. Đó là đấng Messiah amen. Đó là đấng đáng được tôn trọng amen. Và họ cần đám đó. Tôi hỏi thật anh em nhé, bao nhiêu người mục sư đang có mặt ở đây, chúng ta cần sự nhìn của Chúa này. Anh em, ngày đôi khi chúng ta cần người khác tôn trọng mình hơn là mình cần Chúa ở trong mình. Nói đó không phải là tôi xem thường anh em đâu, nhưng mà tôi cần Chúa lắm anh em. Trong khi các cộng đồng khi nhận được thông tin đó, nhận sứ mặc khải đó, họ cũng bàn cãi anh em. Cộng đồng hùng bộ không có nói với một đồng hiếp, mẹ ơi, ta báo cho ngươi một tin mừng, sẽ là sự của mình lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay thành David sẽ cho ngươi một đấng cứu thế là đấng được sức giàu, đấng Messiah là Chúa. Nghe nói vĩ đại không? Mà gặp một con trẻ bọc mặt khăn, một đồng hiếp cái gì?
Tao ở Quảng Ninh không bao giờ thấy cái đó đâu. Tụi mày tin tao không tin đâu. Không có. Tất cả bao nhiêu các cộng đồng đều hít một trăm bày, hít một nặng sự bạc gái. Và bao nhiêu cộng đồng đó đều cung một tiếng nói cho tụi các nhà. Amen. Đó là thực hiện sự bạc gái đó. Anh em coi là chúng ta thực hiện những sự bạc gái mà Chúa nói với tôi. Những lần tụi ta miền Bắc này bao nhiêu phần trăm vậy? Vì cái đó mà không tránh khỏi, tại sao hội thánh, tại sao công việc của nhà Chúa cứ xì xào, cứ những điều rất là nhỏ nhặt nó cứ loan tỏa. Thay vì tôi ngửi được mùi thơm của Đấng Christ, ta đã không cùng một tiếng nói. Tôi nghe chị em. Amen. Chúng ta không cùng một tiếng nói. Người lãnh đạo nói một đường, chúng ta làm một nẻo. Nội họp lại thôi, họp ban chấp hành lại thôi. Trong cuộc họp chúng ta họp viết văn bản đàng hoàng, ký đó hết. Nhưng xong rồi, ai làm đi, tôi không có làm vậy đâu. Và tôi nhân danh Chúa Giêsu mà tôi khiển trách, và tôi nói lại một điều rằng ai nghe lời của Chúa tôi hôm nay mà chống đối lại điều này, Đức Chúa Trời của tôi sẽ có cách. Bởi kinh thánh Chúa nói gì? Nếu ngươi không ăn năn, Chúa sẽ cất chân đèn ra khỏi ngươi. Chân đèn là hội thánh, phải không ạ? Chân đèn là một vụ nào đó, Chúa sẽ lấy hội thánh đó và Chúa giao lại cho một người khác. Có lòng của Chúa. Đây là lời mặc khải, lời tiên tri cho anh em đó. Không giận chơi đâu. Chúa nói với hội thánh Ê-phê-sô, nếu ngươi không ăn năn và làm đạt công việc của ban đầu, ta sẽ cất chân đèn ra khỏi những người. Chân đèn là hội thánh. Chúa nói lại, bởi vì hội thánh là nàng dâu, phải không ạ? Amen. 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 Chúa không giao nàng dâu của Ngài cho người không biết làm đẹp. Khi đám cưới, vợ chồng chúng tôi lúc đó nghèo hèn lắm, nhưng chúng tôi cũng phải dành một số tiền để đưa nhà của tôi đến một cái beauty shop. Nó có tên, bây giờ người ta dạy có tên là Tử Vi. Đến mức độ người ta trang điểm mà không bao giờ tôi quên cái kỷ niệm đó. Là đúng 3 giờ tôi đến tôi đón nhà của tôi. Sau khi tôi gọi cái xe Honda xong, tôi đi vào cái shop đó, tôi thấy một cô dâu đi ngược ra tôi. Tôi hỏi cô dâu đó là chị cho tôi hỏi, chị thấy vợ tôi trang điểm xong chưa? Vợ tôi nói em này nè. Chúng mình nói em đẹp như vậy á. Anh biết gì đến nỗi trang điểm đẹp xong không còn nhìn ra cái người yêu cũ kỹ của tôi. Hội thánh cũng như vậy đó nè. Và đời sống của chúng ta cũng vậy. Phải làm cho người khác thấy cái sự đổi mới của Chúa một cách rõ ràng trong đời của chúng ta. Cho các bạn chị amen. Đến nỗi họ phải ngạc nhiên. Amen. Đến nỗi mà kinh ngạc trong miền Nam của sự biến đổi tin lành này nè. Chúa trong mắt cỏ không? Không. Chắc chắn là không. Bất cơ hội.
em sinh năm 2023 này, có nhiều người mất cơ hội để được sức giàu. Để nói là khi mà đi ra để được sức giàu cho nó gì? Đừng sức giàu cho con người này. Bởi vì con người này đã lăn lửa của Chúa nhiều lần rồi. Anh biết rằng giàu Chúa quý lắm nha. Giàu Chúa quý lắm. Ân tứ thánh linh của Chúa quý lắm. Chúng ta không thể dùng tiền, dùng sự khôn lanh của mình trên đời này để mua được nhiều đó đâu. Chúng ta nhớ thuật sĩ Simon khi thấy chức vụ của Philip đầy dạy quyền năng trong cuộc đồng tám, phải không? Và thấy các sứ đồ đặt tay lên Đức Thánh Linh giáng xuống. Ông thấy thói quen bị hay mua bùa mua ngải mà móc bóp ra, cho mình cái bóp con không có bóp, ông móc bóp ra và bắt đầu đếm tiền rút ra. Cầm đỡ đi cho tôi cái ơn đó phước, để khi tôi đặt tay người khác cũng nhận lãnh Đức Thánh Linh. Và Phi-rơ là một con người đầy ơn của Chúa, rất là liêm chính, rất là ngay thẳng. Chỉ mặt Simon nó đắp đó, ta thấy ngươi đang ở trong mặt đắng của xiềng xích phải không ạ? Các bạn không ạ? Anh em, có thể là tối nay chúng ta có những con người đang có mặt ở đây giống như thuộc sĩ Simon. Chúng ta tưởng là mình dùng tiền mình có thể mua được tất cả gì của Chúa phải không? Chúng ta tưởng rằng mình dùng cái sự lanh lợi của mình, cái trí não của mình để mình nhận được Chúa phải không? Và trong câu chuyện nhân sinh chúng ta thấy có ba bác sĩ phải không? Các em hỏi một không vậy? Họ quái một luôn. Họ xin lỗi từ phương Đông đi theo ánh sao lạ. Amen. Không một tiếng nói trong ánh sao đâu. Amen. Ánh sáng cứ thế mà đi. Nhưng ta thấy cái sự trả giá của họ quá lớn. Đi từ phương xa đến thẳng bên đây em rồi bắt đầu cái đầu đang ngại số, không cần nhờ ánh sao nữa, chui vô hay rớt khỏi phải không? Vì cớ sự cậy sức mình đó mà biết bao nhiêu trẻ em 2 tuổi đổ xuống bị giết chết. Khi một người lãnh đạo hậu thánh, khi những người nhân sự hầu việc Chúa mà chúng ta bắt đầu dùng cái trí khôn của mình mà hầu việc Chúa đó nha em, thì cái trả giá của chúng ta rất đau. Đó là bầy chim bị giết hết, và ngay cả con cái của chúng ta, vợ con của ta bị ảnh hưởng hết luôn. Bởi vì chúng ta đã đi sai trật. Chúa chắc là bài học đó là đừng bao giờ tin cậy vào sự khôn sáng của con. Đúng không? Có rất nhiều người, tôi nói thẳng luôn, tối nay đã có mặt ngồi ở đây, chúng ta dùng cái đầu của mình rất nhiều trong sự hầu việc Chúa. Chúng ta không biết đường lối của Chúa. Các mục đồng họ đã hiệp một trong tiếng nói, họ hiệp một trong hành động, vội vàng thực thi, vội vàng áp dụng cái sự mặc khải đó. Amen. Amen không ạ? Amen. Và kết quả đó họ thấy như điều thiên sứ đã báo cho họ, họ gặp được Chúa cụ thể Giêsu. Các anh chị, amen. Amen. Anh em thấy không? Họ gặp được Chúa cụ thể Giêsu. Tôi thấy điều gì? Điều thứ năm đó là họ hiệp một trong vấn đề làm chứng. Câu 17 đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Cái nói chung cái từ họ có là số nhiều phải không ạ? Amen. Và khi ta đi làm chứng, khi ta đi làm chứng đó, chúng ta thấy này, không hiệp một gì hết, ai cũng nói mình làm chứng ngon lắm, làm chứng xong xuống thiếu đường họ đánh, họ đập mình luôn. Đáng lẽ mình chinh phục được linh hồn đó mà vì có cái đầu mình khôn quá cho nên đánh mất linh hồn đó vì cớ sự khôn lỗi của mình. Trong khi đó ở đây chúng ta thấy là câu 17 đó là họ bèn thuật lại, có là họ hiệp một trong lời làm chứng về Chúa Giêsu cho tôi nghe thì amen. 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 Tôi đi làm chứng với những người mới, họ vô nó thất thất bất tiện và họ không có nhạy bén, đó là họ đang bị lừa dối. Nên nỗi tôi phải ngồi gần tôi đặt vào cái chân ngoài này, rồi lai dấu rồi, xin đừng nói nữa. Họ không biết và cứ nói thao thao bất tuyệt. Cái lúc mà kêu gọi người ta tin nhận Chúa đó, họ nói dạ cảm ơn nhưng tôi mệt rồi, không nhảy mẹ, không yên mộ. Khi ta đi làm chứng chúng ta phải học cái
cái sự một của các cộng đồng trong cuộc giáng sinh năm nay. Amen. Nghe có thứ hai người phải tôn trọng người đi cùng với mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình khôn hơn người thứ hai. Amen. Đừng bao giờ xem thường người cùng đi với mình. Đừng bao giờ xem thường người cùng ở trong cái tiếng lặng làm việc của mình. Tôi không bao giờ tôi xem thường thầy Tú ở bên ở trung tâm một cả. Tôi bao giờ xem thường hơn xem thường Sơn, thầy Sơn. Tôi bao giờ xem thường Khải là một người đang được Chúa dùng. Tôi bao giờ xem thường những người được mời mình. Không bao giờ xem thường họ. Tôi đang nhờ họ đóng cái hoàn cảnh trong mùa giáng sinh thay bài giảng của tôi. Và tôi chỉ đứng lên tôi kêu gọi qua cái vở kịch đó thôi. Tôi cho họ đóng một cảnh đó 30 phút. Đó từ câu chuyện Chúa Giêsu hy sinh. Ngày lớn lên là con trai một thợ mộc. Ngày bước vào chức vụ đối với trường ta chữa lành. Rồi ngày bị người Pharisee bắt lỗi muốn đẩy Chúa Giêsu xuống hố. Rồi Chúa Giêsu bước vào vườn cái Gethsemane. Chúa Giêsu bị đóng đinh. Chúa Giêsu chết thập tự giá. Chết sống lại thăng thiên về trời. Chị bé tôi gọi điện thoại lên. Khai nói tụi con đang bàn cái ý tưởng của cô. Tôi triển khai ý tưởng. Sau đó tôi nói chị, xin Chúa sức cho tụi mấy con. Và tôi cánh giờ họp hành xong bàn hết tất cả mọi việc. Tôi gọi cho Khai. Khai nói, bố ơi, có thay đổi gì không? Tôi nói gì không. Mấy con cứ tổng khi tổng giờ rồi thì bố sẽ có ý những chi tiết trong thời đoạn. Còn bố trân trọng khi đã giao rồi, bố làm việc. Và tôi rất là trân trọng họ. Không bao giờ tôi nói gì. Tụi con không làm được để bố làm. Anh Chúa biết tôi không làm được, Chúa mới cho những người đó làm em ấy. Tôi không bao giờ ngu dại nói gì, tụi bay không làm được để tao làm cho. Đôi khi chúng ta không hiểu rằng có một Timothée đang ở bên cạnh chúng ta. Có một người đang ở bên cạnh chúng ta, tay trái tay phải của chúng ta, hay là cái chân của chúng ta, hay là cái miệng của chúng ta mà chúng ta không bao giờ biết trân trọng cái điều đó. Và chúng ta xếp thường cái điều đó. Và ta cứ nghĩ mình làm được tất cả mọi việc, thế thì mình làm được tất cả thì thôi, nói nọ một tiếng. Để họ đi đâu, tôi thánh để họ làm công chuyện khác đi. Chớ phụ tá cho nó mệt nữa. Rồi nhân sự chúng ta thấy tất cả đều phải hiện một trong cái lời chứng về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Anh em phải là lời chứng về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Anh em có nói cỡ gì nói tôi không biết. Nhưng mà anh em cứ nhìn vào đời sống của tôi. Tôi phải là lời làm chứng về Chúa Giê-xu không? Nếu đời sống của tôi giảng ở đây, cái tối nay anh thấy tôi ngồi quán bia, thì tôi có phải là nhân chứng của Chúa Giêsu không? Các bạn không? Thế thì anh em phải biết được nào. Bình thường không cần phải giảng, anh em phải nhớ rằng anh em là nhân chứng của Chúa Cứu Thế Giêsu. Qua cách sống của mình. Amen. Qua lời ăn, qua tiếng nói, qua quyết định của mình, qua hành vi của mình. Hallelujah. Để người khác thấy Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Họ vội vàng đi đến đó rồi họ bèn thúc lại. Và bây giờ chúng ta thấy nhiều gì xảy ra ở đây. Ở trong thiên đàng ấy, chúng ta thiên đàng có sự hiệp một không? Tôi đọc cho anh em nghe nhé. Khải Huyền đoạn 5 câu 11 đến câu 14. Đoạn tôi nhìn xem, nghe bốn bên ngôi và các sinh vật cùng các trưởng lão có tiếng vô số thiên sứ. Thiên sứ hàng muôn hàng ngàn đọc nói lên một tiếng lớn rằng chiên con đã chịu giết đáng được quyền phép và có khôn ngoan năng lực tôn quý vinh hiển và lời khen. Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời dưới đất bàn bên dưới đất trên biển cùng mọi vật ở đó đều nói rằng chúc cho đấng ngồi trên ngôi, chúc cùng chiên con được lời khen tôn quý vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Câu 14. Rồi bốn con sinh vật đều nói amen và các trưởng lão sắp mình xuống mà ở lại đang có sự một không? Bắt đầu từ câu 11 Sứ đồ Giăng nhìn thấy bốn bên ngôi và các sinh vật cùng các trưởng lão có tiếng vô số thiên sứ, tiếng thiên sứ hàng muôn hàng ngàn. Câu 12 đồng nói lên một tiếng lớn amen. Đồng nói lên đây nó là sự hiệp một phải không ạ? Tất cả chị amen. Sự hiệp một trong tiếng nói của chúng ta về Chúa, trong lời làm chứng của chúng ta về Chúa, trong sự ca ngợi của chúng ta về Chúa. Ta thân anh chị amen. Amen. Anh thấy đợt cảm tạ vừa rồi đó, tôi nhìn thấy rất rõ sự một trong sự ngợi khen trong các buổi họp. Vì cái đó mà Chúa làm việc. Chứ không phải chúng tôi tài giỏi gì đâu. Amen. Nhưng cái sự hiệp một từ ban thờ phường cho đến hội chúng, cho tôi anh chị amen. Amen. Đáp ứng
của các chị amen. Đáp ứng từng lời của bài hát, đáp ứng sự cầu nguyện, đáp ứng lời của Chúa Trời và Chúa bắt đầu làm. Có phải như vậy không? Khi chúng ta đến hội thánh mà chúng ta có một sự mong này, trước nhất chúng ta là người mất phước. Chúng ta mất phước vì sự ban phước của Chúa kiến đến chỉ và chỉ khi Ngài thấy chúng ta làm một với nhau. Và điều cuối cùng chúng ta nhìn thấy điều gì? Điều thứ sau, sự hiệp một của các mục đồng làm chú được vinh hiển. Luca đoạn 2 câu 20, bọn chăn chiên trở về. Chúng tôi thấy một điều hình ảnh rất đẹp. Bọn chăn chiên này, những mục đồng này không phải như 10 người phụng được chữa lành. Chính ông đi hết trơn, có ông trở lại với Chúa thôi. Nhưng mà riêng những mục đồng này, họ cùng thức canh trong những bài chiên. Cùng một sự mặc khải cho tôi nghe chị amen. 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 Cùng một tiếng nói, cùng một hành động, phải không ạ? Cùng một lời chứng, amen. Và bây giờ chúng ta thấy gì? Quan trọng là trở về. Trở về nó là kết quả, phải không anh em? Chúng ta xem từ cái kết quả chúng ta làm việc hầu Chúa bao nhiêu năm qua đó, Chúa được sáng danh không? Đức Chúa Trời được ngợi khen qua sự kêu gọi của Chúa đến cuộc đời của chúng ta không? Hay là chúng ta hữu danh vô thực? Chúng ta cứ chiêm nghiệm. Chúng ta có tên của giáo phái, nhưng tôi nói nên là giáo phái mà chúng ta đang làm việc chung, mà tôi là một mục sư trưởng của cái hệ phái đó. Nhưng mà tôi vẫn nói với anh rằng chúng ta không đi theo hệ phái, chúng ta đi theo Chúa Giêsu. Amen. Và chúng ta phải bày tỏ Chúa Giêsu cho thế giới này. Amen. 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 Chúng ta phải bày tỏ Chúa Giêsu cho thế giới này. Bày tỏ cách nào? Qua cuộc đời chúng ta. Chúng ta thấy rằng là khi họ đến, thứ thể là có thể là 3-4 đồng nhập hiệp một với nhau từ thức canh, phải không ạ? Cho đến khi hiệp một với nhau trong lời chứng về Chúa Giêsu cho các thị sứ bảo, cho Maria mẹ và thế bằng sát nghe, thì đến ở tại cái mắng cỏ đó, họ chỉ gặp này, họ chỉ gặp đúng rồi, họ chỉ gặp gặp ai ạ? Cha mẹ Chúa Giêsu thế bằng sát, Joseph Maria, thưa các cha mẹ. Người thứ ba đó là gặp Chúa Giêsu, chấm hết. Còn có gọt đó, họ thấy gặp bò, họ thấy gặp lừa, phá bờ, họ thấy gặp bánh vật, họ thấy gặp hết điều này điều kia bằng không đó. Nhưng mà đây này, khi họ trở về đó, họ gặp rất nhiều người. Thưa ngài cha mẹ, thưa ngài cha mẹ, họ trở về họ gặp rất nhiều người. Ngài ta đến nhóm này này, chúng ta gặp chừng này nữa thôi. Nhưng chúng ta về cộng đồng của mình gặp rất nhiều người. Amen. Đúng không? Amen. Chúng ta về khu phố mình sống, ta gặp rất nhiều người ở đây. Nhưng ta trở về, chúng ta có làm sáng danh như các mục đồng không? Tôi nói để chúng ta cẩn thận. Đầu hẹn đi nhóm với những người được chọn. Có những lần tôi bắt gặp này ngồi đó hút thuốc vào. Anh em có tin là cái xóm đó sẽ không bao giờ tin Chúa? Mà mình thấy anh em ngồi đó hút thuốc lào, tôi nói anh em cả muôn đời không bao giờ họ dám tin Chúa, bởi vì họ đã bị pháp phạt rồi. Anh em có hiểu điều tôi nói không anh? Lời ngay mách lòng, nhưng mà tôi là một người rất là thẳng thắn. Chúng ta làm chứng cỡ nào hay cỡ nào để họ nhìn vào đời sống nó hổ. Mấy anh em này nhóm ở trong nhà tình nhau trước giờ nhóm. Tôi làm không giống lắm, nhưng mà mấy thằng đóng kịch ở trong tay xanh nó làm giống kịch luôn đó. Ngay cả Dũng nhà mình mà còn đi Betty Van Bia. Tôi định cầm anh vô rồi, con phải ăn năn cái đó đó con. Chứ không đơn giản đâu Dũng. Con đã như vậy, con còn lén lén con đi, Chúa cũng biết. Nhưng mà con đã thiếu sức của con còn đăng lên Facebook cho cả thế giới biết rằng con là một cơ đốc nhân trong một nhân sự hội thánh mà con còn ủng hộ bia. Bố của chết ở bố đó, con phải ăn năn điều đó chứ không phải đơn giản. Nó không dừng lại chỗ đó đâu.
nhiều người nói hay, nhưng mà trở về thì chúng ta làm lu mờ hình ảnh của Chúa trong gia đình của chính mình, cho con hai cha nhé. Chúng ta làm lu mờ hình ảnh của Chúa tại cộng đồng của chúng ta. Chúng ta chửi người ta cũng nghe, chúng ta la lối người ta cũng nghe, có phải không? Đúng không? Nên làm sao chúng ta có thể làm được điều như vậy? Chúa điểm sáng sinh năm nay, tôi không giảng về một hài đồng Giê-xu và như những người khác ấu Chúa gì cả. Tôi giảng là Chúa Giê-xu đang sống và Ngài đang rất là vĩ đại, đang ở đây với chúng ta tối hôm nay. Và tôi tin rằng Chúa ủng hộ sự việc này. Tôi biết lời của Chúa sắc như gương hai lưỡi. Anh em đừng cứ dùng Giáng sinh mà chúng ta không kinh nghiệm cái gì của Giáng sinh này. Tôi đã từng khổ điều đó rồi. Tôi là con trai của một sư mà. Tôi phục vụ Giáng sinh tận tâm của một con trai của một sư, của một người theo đạo tin lành. Cứ mỗi lần mùa Giáng sinh đến tôi xuống mấy ký luôn đó. Vì lúc đó công nghệ chưa có cắt bằng vi tính bây giờ, phải cắt bằng tay. Mà muốn cắt bằng tay là phải vẽ chữ trên một cái tờ giấy vô kỳ màu trắng, căn cỡ chữ viết tỉ mỉ, rồi ấy xong rồi còn dán cái tờ thủ công màu gì để cái chữ đó cắt tiếp nữa, rồi trang trí nhà thờ, rồi tập hát cho ca đoàn. Mà đời sống tôi chẳng kinh nghiệm gì về một Chúa Giê-xu cả, cho đến khi Ngài giơ tay ra cứu tôi. Tôi có nghe một câu chuyện của con của người tin Chúa đi chơi với bạn bè, rồi nói bạn bè rằng tao đâu có muốn tin Chúa đâu. Ba mẹ của tao bắt tao tin Chúa, tao đâu có muốn tin Chúa. Mà người đó còn được gửi đi học trường Vinh Thánh nữa. Anh em, tôi đã đi qua những cái điều đó, tôi biết. Cái điều tôi hôm nay đó là hiệp hội. Chúng ta có thể có buổi Giáng sinh hoành tráng. Chúng ta có thể có một cái ngày mà hội thánh nhóm đã thông công vui. Nhưng đối với tôi, cái đó không phải là cái đánh giá tốt nhất. Cái đánh giá tốt nhất đó là sau cái lễ Giáng sinh đó. Trước lễ Giáng sinh, trong lễ Giáng sinh và sau lễ Giáng sinh, chúng ta có còn hiệp một, hay là chúng ta trống đánh xuôi càng thổi ngược, và rồi chúng ta không làm theo ý riêng của chính mình, mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy chạy. Mà việc này là việc của ông này, việc này là việc của bà kia. Anh em đã nói chúng ta chung một hội thánh, công việc là công việc chung, mày nghe. Nói nó không có nghĩa là chúng ta đùn đẩy trách nhiệm, nói nó phải phát huy trách nhiệm hơn nữa, amen. Đó là tất cả đều có trách nhiệm, giống như các cộng đồng. Ô thôi bây giờ mình gặp Chúa Giê-xu rồi, mình đến tận nơi rồi phải không ạ? Thôi mình trở về, mình làm chăn chiên, rồi thức ăn chăn những bầy chiên lạnh quá, thôi bắt trộn con chiên nào đó làm barbecue. Nó không phải vậy, mà Kinh Thánh nói rằng họ trở về làm sáng danh Chúa và Đức Chúa Trời được khen ngợi. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Amen. Họ bọn chân chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời. Đây là quyền năng của sự biến đổi. Khi họ ngồi họ chăn chiên đó, họ không có ngợi khen Đức Chúa Trời đâu, cho đến khi họ gặp được Chúa cứu thế Giê-xu. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Và sự hiệp một này, sự ngợi khen Đức Chúa Trời qua sự hiệp một, và tôi tin sự vinh hiển của Chúa đã đến. Tôi đặt một câu hỏi ở đây: chúng ta có muốn Chúa được vinh hiển không? Hãy suy nghĩ ra lời. Khoan đã lời là amen gì đó. Chúng ta có thật sự muốn Chúa được vinh hiển không? Suy nghĩ cẩn thận. Tôi biết không ai trong chúng ta có thể thừa khủng hoảng mà nói rằng không muốn. Tất cả những điều đó là tôi muốn. Cái giá để trả cho sự vinh hiển này là gì? Hiệp một. Amen. Hiệp một. Khi tôi nói cái giá trả cho sự vinh hiển của Chúa, chúng ta nói hiệp một. Amen. Cái giá
các cái sự vinh hiển của Chúa. Ông số này không nói, lý cũng không nói mà. Chúng ta có hiện một trong lời nói mà không nói. Chúa cứ soi nhá. Bất động luôn. Không nói. Chúng ta thấy mới nói là hiện một trong lời nói mà không có lời nói. Cái giá cả cái sự vinh hiển của Chúa. Anh em ơi, hãy nhớ điều này. Hãy nhớ điều này. Và để chúng ta có sự hiện một, tôi muốn tuyên bố lời của Chúa để kết thúc thông điệp này cho buổi nhóm tôi hôm nay. Cô tôi nhất đọc một câu này. Cô tôi nhất đọc một câu này. Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta khuyên anh em hãy đều phải đồng một tiếng nói với nhau. Những ngày qua chúng ta có đồng một tiếng nói không? Hay chúng ta có nói nhưng mà giống như là trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Mỗi người làm một kiểu. Phaolô biết hội thánh Côrintô hội thánh cực kỳ lộn xộn, cho nên ông đã nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chung của ông, của hội thánh Chúa, mà ông khuyên hội thánh Côrintô là anh em thải đều phải đồng một tiếng nói với nhau. Thứ hai, chớ phân rẽ nhau ra, chớ phân rẽ nhau ra. Amen. Có thể bất đồng quan điểm nhưng không được phân rẽ. Từ ngày giờ amen. Giống như vợ chồng vậy đó. Có vợ chồng nào từ ngày cưới cho đến ngày hôm nay mà đồng ý với nhau từ mấy chục năm thì vậy không? Xin thưa không có đâu. Có phải không? À, có nhiều khi rất là êm ái như dòng sông tĩnh lặng vậy. Nhưng có nhiều khi đòi về nhà ngoại. Bà muốn biết gì? Tôi thất bà đấy. Nên là tôi làm luôn rồi, chứ phải giỡn đâu. Anh em, chức vụ chúng ta hầu Chúa nó giống một khôn nhân vậy đó. Vợ chồng có thể bất đồng quan điểm nhưng cứ được lý gì? Đó là luật của Chúa. Tất cả cha em, trong hội thánh của Chúa thôi. Có thể bất đồng quan điểm, anh đọc có thể bất đồng với người lãnh đạo, nhưng mà chớ phân rẽ. Vì sự phân rẽ đến từ Satan chứ không phải đến từ Thánh Linh Đức Chúa Trời. Sự tất quẩy kiếm đồng minh lập bằng đạn với nhau đến từ Satan chứ không đến từ Đức Thánh Linh. Cho nên tôi nhân danh Chúa Giêsu từ đó nên này, chúng ta phải bắt đầu quan điểm nhưng mà phải giữ gìn sự một của Đức Thánh Linh. Mỗi sự một nó đến từ Đức Thánh Linh. Amen. Ai phá sự một là người đó đụng đến Đức Thánh Linh. Mà cái ta chỉ nói là ai phạm tội với Đức Thánh Linh thì đời này và đời sau không được tha. Bởi vì sự bất kỳ một nó ảnh hưởng đến sự phát triển hội thánh của Chúa kinh khủng lắm. Sự bất kỳ một nó ngăn trở tôi được phước. Amen. Nó ngăn trở sự sinh dầu trên tôi. Cho nên tôi phải chống lại sự bất hòa và tôi phải chọn sự hiệp một. Amen. Cho nên anh em, xưa phổ hồn đó là anh em, tôi khuyên anh em phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra. Nhưng phải hiệp một ý từ trong tâm trí, ý tưởng của mình, suy nghĩ của mình đó phải hiệp làm một và một lòng cùng nhau. Tôi muốn chúng ta giở câu thánh này đọc như một lời tuyên bố tối nay giữa chúng ta với Chúa. Câu thứ nhất đoạn một câu 10. Và đây là câu thánh mà tuần sau chúng ta trả. Và nếu ai mà sống không đúng với câu này thì cứ căng dây bằng vàng. Chúng ta có sẵn chưa? Bây giờ xin mời chúng ta cùng nhau đọc đứng lên. Chúng ta đọc cái lời này như một lời nhắc nhở từ Đức Thánh Linh cho chính mình. Để cái mùa Giáng sinh hôm nay là cái mùa Giáng sinh mà chúng ta phải hít một, để Chúa hiện diện trong hội thánh của Chúa. Chúng ta phải, nếu có những ý tưởng của sự phân rẽ, nếu có những tư tưởng của bè đảng, nếu có những tư tưởng, nếu có những cái linh nổi loạn trong mỗi một chúng ta, thì đây là lúc mà chúng ta khước từ nó. Anh em tập trung. Anh em tập trung. Tôi lặp lại. Nếu chúng ta thấy chúng ta có những ngày qua có ý tưởng chống đối nhau, tôi lặp lại, chúng ta có thể bất đồng quan điểm
nhưng xin đừng đổ lỗi một trong đối nhau. Vì hành vi đó không đến từ Đức Thánh Linh, nó đến từ Satan, từ ma quỷ. Cho nên nếu ta có khước từ nó, nhân dân Chúa Giêsu đẩy lùi ra khỏi đời sống của chúng ta, và chúng ta nói rằng con chỉ chọn sự một đúng như lời của Chúa nói, bởi vì con là con cái của Ngài. Chúng ta cùng đọc chung bắt đầu. Hỡi anh em, của nhân dân Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, khuyên anh em hãy đều phải đồng một lòng với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý, một lòng cùng nhau. Amen. Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, khuyên anh em hãy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý, một lòng cùng nhau. Amen. Tôi tin rằng nếu chúng ta đáp ứng lời của Chúa, anh em sẽ thấy mùa Giáng sinh này chúng ta được phước, đời sống cá nhân chúng ta được phước, hôn nhân chúng ta được phước, con cái của chúng ta được phước, và những người Chúa dùng chúng ta đem họ về chúng cũng được phước nữa. Khi chúng ta giải quyết vấn đề bất hòa, tôi hôm nay với Chúa, bọn ta đến với Chúa và cầu nguyện. Mọi người ta cùng nhau đến với Chúa và cầu nguyện. Sự hiệp một rất quan trọng, các anh chị em. Sự hòa thuận rất quan trọng, bởi vì nó ảnh hưởng không phải chính đời sống của chúng ta. Đã có những anh em bất hòa và không giải quyết, cho nên đời sống cầu nguyện bị rối loạn, đời sống đọc kinh thánh bị rối loạn, đời sống ở các thờ phượng bị rối loạn. Và rồi không chỉ ý chúng ta mà thôi, nhưng bắt đầu đến vợ của chúng ta, con của chúng ta, gia đình của chúng ta, hôn nhân của chúng ta. Và nếu những người có sự kêu gọi thì làm tắc nghẽn, và sự nghiệp của Chúa không chạm đến chúng ta. Nếu những anh em có tấm lòng lớn phục vụ Chúa, có khải tượng, thì linh cay đắng, linh bất hòa, linh nổi loạn, linh chống đối, nó phá hủy tất cả những lòng ước ao khải tượng mà Chúa đặt đến trong lòng của chúng ta. Nó phá hết rồi. Vì kẻ trộm chỉ đến cướp giết và hủy diệt. Cho nên các anh em hãy cẩn thận, hãy cẩn thận, đừng nhường chỗ cho sự bất hòa, khước từ nó, và ý thức rằng nó là một trong những công cụ và là chiêu trò, là kế hoạch của ma quỷ để hủy diệt chức vụ hay là làm rối loạn nàng dâu của Chúa. Chúng ta đến với Chúa, mỗi chúng ta đến với Chúa, và tôi kêu gọi chúng ta, ai đang cầu nguyện Chúa ở bài nào, hãy cầu nguyện cho chính mình, và tôi ủy quyền để anh em có thể dùng sự việc này đến với hội thánh của Chúa địa phương, như một cái kim chỉ nam để nhắc nhở những chức vụ của chúng ta về sự hiệp một của các mục đồng. Có 6 bước phải không ạ? Hiệp một trong công tác chân bày, hiệp một trong sự mặc khải trong khải tượng, hiệp một trong tiếng nói, hiệp một trong hành động, hiệp một trong lời làm chứng, và hiệp một để làm vinh hiển Chúa. Để ta hội đủ như vậy, chúng ta thấy đời sống của mình trải nghiệm Chúa một cách tương đối lắm. Có ai trong chúng ta được cảm động không? Hãy dâng lời cầu nguyện theo lời của Chúa tôi hôm nay. Để đó lời của Chúa đâm rễ, chúng ta đâm rễ đập nền theo lời của Ngài. Cho chúng ta thật sự nhìn cái nhìn nghiêm túc với lời của Chúa. Và như tôi nói, khi lời của Chúa được công bố ra, không bao giờ trở về đúng như, nhưng sẽ thuận lợi theo công việc mà Chúa sai khiến lời của Chúa tôi hôm nay. Nếu có ai chống trả lời của Chúa thì đem đừng nghĩ là anh em chống tôi nhé, nhưng anh em chống chính Đức Chúa Trời đó. Và chắc chắn khi anh em đánh chặt cùng Đức Chúa Trời, không bao giờ anh em có thể thắng được, phải không ạ? Cho nên hãy rất cẩn thận, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Chúa, hãy nằm xuống dưới sự nghiệp của Chúa, hãy hạ mình, hãy nhìn thấy, nhìn nhận, để chúng ta giữ gìn sự một của Đức Thánh. Và Chúa rất là trân trọng cái người giữ gìn sự một của Ngài. Xin ta bắt đầu từ mục sư Bùi Văn Toàn. Xin cầu nguyện cho chính mình, cầu nguyện cho anh em của chúng ta qua lời của Chúa, để rồi lời của Chúa khiến chúng ta trở lại đúng sự chuẩn mực mà Chúa đòi hỏi.
Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.